Xin chào Khánh Vy nhá. Chào chú. Con năm nay là bao nhiêu tuổi nhỉ? Con 12 tuổi. Con đến từ đâu? Từ Thái Bình. Tỉnh Thái Bình. Thế giờ con hiện tại con đang ở đâu? Ở Hà Nội. Hà Nội à? Tây Sơn đúng không? Vâng. Tây Sơn Đống Đa Hà Nội à? Hôm nay thì Khánh Vy có đến phòng khám S-Dental Đặng Xá gắn mắc cài để chỉnh hô. Trong cái quá trình gắn mắc cài với lại quá trình từ đầu đến cuối thì con có gặp cái giai đoạn nào nó khó chịu không? Không. Ừ, con cười lên cho chú xem này. Đấy, hôm nay là Khánh Vy gắn mắc cài này. Đã cảm thấy đau chưa? Chưa. Vâng. Dễ chịu đúng không? Vâng. Thế con có muốn nói gì với các bạn mà có ý định niềng răng như con không? Có lời khuyên nào cho các bạn không? Các bạn đang sợ hãi thì con có khuyên gì không? Nếu các bạn mà đang sợ hãi thì bình tĩnh thì yên tâm. Yên tâm. Vâng. Bởi vì không đau đúng không? Vâng. Cảm ơn con nhé.